Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ có 8x với lại 9x thôi, chứ không có clan nào hết. Đấy, thì team clan thì không có, nhưng người mệnh thì có đấy. Có 9x với lại 8x thì chắc bắn rất là khỏe đây. Vâng, hôm nay thì mình sẽ đi với C4 cùng set M4 Peony. Cái khẩu này thì nó có thể tăng xuyên thấu. Mà cái tăng xuyên thấu này thì nó cũng như cái set Wukong thôi, nó không khác gì. Mình thì mình thích cái khẩu AK Peony, nó tăng cái phạm vi nghe tiếng bước chân. Đấy, cái khẩu đấy nó rất là phê. Dành cho những anh em mà chuyên nghe tiếng bước chân là nghe một cái khẩu đấy về thì phải gọi là tuyệt vời. Đấy, cái khẩu này thì cũng ok. Mình bắn thì cũng khá là, mình thấy nó cũng khá là ngon đấy. Riêng về cái dòng M4 thì mình thích nhấp hơn thay vì sấy. Còn cái dòng AK thì mình thích sấy hơn. Đấy. Hôm nay thì mình cũng đeo tai nghe để nghe tiếng bước chân bắn nó ổn định hơn. Chứ người ta đi một bên mà không nghe được thì sấp mặt lờ. Vâng. Hình như là một mạng đầu tiên đã nằm xuống rồi. Ui, vâng. Anh ta cầm đua TMP. Đi ra mid như một vị thần. Đấy. Và nằm xuống như một thằng đần. Thế thôi. À. Lấp ló này. Lấp ló này. Rồi yếu. Yếu rồi. Yếu ở hồi xin. Không biết mình có nên công vào không. Đây rồi. Mình cứ thấy cái bóng đen xì nó cứ lấp ló ở trên khu vực cao A. What the hơi. Cao hẻm A chứ nhỉ. Rồi mình sẽ đây. Đi vào này. Vâng. Đấy, đeo tai nghe thì nó lợi hơn rất là nhiều. Còn khi mà không đeo thì thực sự là bắn nó rất là ngáo ấy. Kiểu như là người ta đi gần một bên thì mình không không thể kênh được. Đấy, nhưng đổi lại thì các bạn sẽ không nghe được tiếng game. Thế thôi. Các bạn chỉ nghe được cái tiếng mà mình bình luận thôi. Tại vì tiếng game thì nó sẽ không truyền ra hai chỗ mà nó chỉ truyền vào cái tai của mình. Đó, cái định luật tự nhiên về cái máy của Android rồi. Mình sử dụng máy Android. Nếu mà iPhone thì không biết như nào. Á, đẩy lên à. Nghĩ gì? Bố mày đứng cuối, đứng cao hẻm A đây. Sợ mày quá cơ. Lên đây. Vâng, thanh niên không lên. Hình như là một thanh niên đã thoát và thằng nào vào ấy. Rồi, chết. Một bé ra đi. Các bạn ơi, bình tĩnh xem nào. Úi xồi, hai phát. Đi vào lòng người. Nữa không? Ui, ui, ui. Ghê vãi, còn 7 tiết. Nó đẩy vào nhà, không thằng nào kênh. Rồi, đứng đây thôi. Ui, tấn lên. Đẩy đẩy. What the hell? Nó đi ra, nó kênh cho mình tưởng nó đẩy. Trời ơi, sorry anh em. Mình nghe tiếng bước chân hơi bị cùi. Mình cứ tưởng nó đẩy lên cơ. Mình rõ ràng mình nghe cái tiếng đi lên. Mà hóa ra nó đi vào nó kênh cái đếch nào. Biết thế mình ăn nốt cái thằng đùa TMP rồi lên kênh nó. Chán đấy nhở. Chết xàm vãi. Một pha chết mắt xàm. Còn cái thằng TMP ấy, nó đứng ở dưới. Cái pha đấy mình ăn nó chắc rồi ấy. 20 tiếp rồi. Mình mới nhấp một phát thôi 20 tiếp rồi mình nghe tiếng bước chân là mình ra đẩy nó luôn. Cái đếch nào nó ra nó thủ. Mình thì còn 7 tiếp. Không thể ăn được. Lấp ló thôi, đã chết rồi. Vâng, không sao. Mình sẽ trả thù. Cút ra. Tất cả cút cút đi ra. Rồi, em đi vào luôn. Úi giời. Gì vậy? Rồi, 3Z các kiểu. Còn hai thằng thôi. Sao lại để nó ăn nhỉ? Quá là hư cấu luôn. Cho bên B rồi. Rồi anh em liếm sạch. Hay lắm DM. Tới đây nào là liếm sạch thế. Không để cho mình một một cái mắm gì hết. What the hell. Vâng, mình đang cảm thấy team này bắn không được ổn. Chắc là team này có vấn đề. Vấn đề về mic chat hay là đang chửi nhau chẳng hạn. Thì nó sẽ thế. Team kia của người ta một người thoát rồi. Và có một gà vào. Một gà đứng ở cao hẻm A thủ rất là chắc. Nhưng đồng đội bạn bắn hay hơn thì lại thất thủ.
Úi giời, cái gì đấy? Cái thằng cao phải ma này, cái thằng gà này nó ra nó đứng thủ chắc thật đấy chứ. Rồi Snip đâu? Úi giời, pha đấy Snip là chết chắc rồi. Đấy, đua team đi đẩy vào nữa. Làm sao mà sống được? Đấy, thủ chắc thế rồi, mới nói một tí thôi. Thế là đồng đội mình nó đẩy vào cái khu vực đấy. Cạn lời. Vào bên kia người ta còn đúng hai người. Phải nổi. Rồi. Nhưng còn hai người thôi, nhưng toàn là người bắn hay thôi. Anh em cẩn thận vào. Những thằng còn sống lại thì là những thằng bắn hay. Tốt nhất nên cẩn thận. Rồi lại chết tiếp một thằng. What the hell? Chết xe rồi. What? Chém ra kiếm EQ nào. À đẩy ra. Úi vứt khói làm cái gì? À này đi. Này thì lồi lõm với bố mày. Thơm quá. Cuối cùng cũng được một kill. Đấy giờ anh em nút xanh. Đậu xanh cho mình sẽ đẩy lên thật nhanh chứ không thủ đâu nha. Mình cứ tưởng team mệnh người ta bắn hay thì mới chơi kiểu vừa công vừa thủ. Còn chơi như thế thì phải đẩy lên để kiếm mạng thôi. Thì làm sao chờ đồng đội mình lên á. Một mình đi lên không thể cân được. Lên nào. Lấp ló sau cái bờ tường làm cái gì. À, thằng này vẫn nhầy. Được. Có tố chất. Có tố chất thủ bóng sai. Vâng anh em bắt đầu đẩy lên thì mình sẽ nối bước ở phía sau. Đấy, úi giời. Sao lại bị nó móc lên nhà kia. Đây đây. Đây này móc lên nhà này. Cái tội đi vào như là trốn không người ấy. Tuy nhiên đi vào mid không thấy ai. Rồi quyết định là đi vào hướng cao hẻm A. Thế là sắp mặt lờ. Móc nhà biết rồi. Cái thằng đấy nằm. Đồng đội mình hay vãi. Mid là được rồi. Nó chát lên đúng cái lúc mình giết xong rồi. Giết cả tiếng đồng hồ rồi nó mới chát lên là móc nhà. Đấy, nó chát lên cái lúc mà nó cái pha đấy mà mình không kill được ý. Thì đồng đội nó bị móc rồi. Mà đến cái lúc đấy mới chát thì đồng đội nằm xuống hết má rồi, chát làm cái đếch gì nữa. Quá là hư cấu. Này thì lòi ra này. Cứ lòi cái bản mặt ra. Thấy đua team P mà bắn như thế đồng đội nó chửi sắp mặt lờ. Ê, này thì lòi ra nữa này. Tuy nhiên đi từ cao, thủ từ cao bonsai cao hẻm A chạy xuống. Quá là hư cấu. Tuy nhiên đi móc ấy. Nãy mấy trận đầu đi móc quen tay rồi. Ngựa quen đường cũ mà. Nói làm sao được. Vẫn biết bắn nhá. Bay vào như thần. Đấy. Nhảy vào bắn luôn. Hay phết. Suốt trận thì mình chỉ chú ý thằng đấy thôi. À đủ. À đủ, à đủ. Rồi, slip này. Đấy, mình không đứng một chỗ đâu. Mình đứng nhiều chỗ lắm. Trời ơi, ngây thơ vãi. Không biết là tại sao khi mà khi bạn kênh trong khu vực bonsai A thì mình mới không ăn được bạn thôi. Chứ còn chơi kiểu đứng giữa đấy mà ngắm lên snip thì thôi, chịu. Em xin cạn lời. Vâng, hai thằng đã nằm xuống rồi, ba thằng nằm xuống rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là có thể là đẩy lên thôi. Rồi chết luôn rồi đâu, xanh để nó nuốt. Đẩy lên thôi. Đây đây đây, dâu nhất đây. Rồi ok. À, chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì các bạn hãy đừng quên ấn nút like và comment bên dưới clip của mình. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.